Xin chào mọi người, đây em về đây em về vô điều hòa nhá, là bà là phù rất là nhiều hàng đẹp, hàng vít, hàng không vít đều có, giới thiệu sơ qua cho các bác xem. Ví dụ đây là con vít đây, vít này là có con 22 25 28, tức là tương đương với máy 9, máy 10, máy 12 đấy. Nhà hàng vít đây, đây đây là hàng đều, là hàng chưa dọn nhá, chưa dọn em mới xuống, chưa test dọn chưa gì cả đấy. Rất là nhiều, đây là như cho con này đấy. Trắng đẹp hết nhé, nói chung chưa dọn thì nhìn nó vàng thôi, còn nếu khi nào mình dọn rồi ấy, thì nó lại ok mà không. Rất nhiều, như bọn này là cũng là bọn vít đây này, hàng chất lượng rất là cao này, toàn con đít cao không, 25 26 27 đấy, nhà ai đặt thì em dọn cho. Cục nóng này, đây còn mấy Fujitsu đi, mình chưa kịp bóc. Trong này là Fujitsu này, Fujitsu nha, chưa dọn hết nên mình còn chưa kịp bóc này. Nguyên sơn, mình cứ làm một cái video ngắn ngắn này cho mọi người, nếu cần đặt dọn gì thì liên hệ mình nhé. Máy 9, máy 12 nó trung giá từ 3,5 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, inverter 2 chiều, tiết kiệm điện, nóng lạnh đầy đủ cả nhá. Mọi người vào mà xem cổ kênh của mình thì cho mình một đăng ký, rồi xem thông báo, tất cả mọi thông báo để có những gì mới mình quay lên cho, giá cả đều hợp lý cả nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.